Có gì đã mới, nghề của chị mà. Cơ mà chị ơi, cho em hỏi, khu nhà mình có được an ninh không chị? Vì công việc của em cũng hơi bất tiện, cái chuyện mà em hay đi sớm về khuya ấy. Yên tâm, khu này chị rành lắm, em cứ vô tư. Thế thì tốt quá ạ. Mà khuya nay em cũng mới dọn tới lận, cũng tiếc vì không gặp được mặt chị để cảm ơn trước. Thôi, thế hôm nào có thời gian rồi, chị em mình gặp nhau tâm sự chị nhá. Chuyện nhỏ mà em, lúc nào cũng được, chị rảnh lắm. Nghe giọng là biết cái thứ cà ve rồi. Đi sớm vậy phía. Cái giọng dịu dàng ngốc mệt hả. Nè, sắp có hot girl chân dài dọn tới rồi nghe. Lo mà đổi gu đi, đừng có suốt ngày chơi chó chi một mình, đừng có chừng bị bê đê như bên kia. Gì vậy chị Tám? Đừng nghĩ ai không mê chị cũng là bê đê hết nha. Nhiều khi nhìn chị riết á, mà người ta từ thẳng thành công luôn đó. Nhớ về sớm nha anh. Về mà trễ quá, chả ngó được mặt coi sao. Đâu có, anh về đúng giờ mà. Nhìn là biết nó xạo rồi. Ê mày, tao nói mày nghe này. Trời ơi, công nhận BD như mày mà khỏe ghê. BD gì mà BD? Trời ơi, thôi đi mày ơi, tao biết hết trơn rồi. Sớm nãy cũng biết mày BD mà. Tao nói mày nghe là tối hôm qua ở đây có một vụ vụn trộm. Ghê lắm. Tao nghe tiếng nhiều rung lắm. Thở hổn hển. Mà ghê. Trời ơi. Tao biết ngay là cái nhỏ nhà đó chứ không đâu trơn. Bởi vậy thanh niên thời nay không giữ gìn ý tứ gì trơn. Thôi, chị Tám biết rồi thì em cũng không giấu. Thiệt ra là tối qua em với con nhỏ đó. Trời ơi, BD mà cũng làm được, tao tưởng. Có một mình bà thôi đó, có một mình bà nói tôi là BD. Tôi là tôi cũng B, nhưng mà là B gái lên giường. Ha, con này ha. Mà nói nghe nè, mà mày đó, mà mày thấy con nhỏ đó làm sao? Tối quá đâu có thấy gì. Mà ý là cảm giác. Thì chân của em dài mà trắng đó chứ. Ai là người chủ động? Tôi chứ ai. Nhưng mà thôi, em đi làm sẵn massage luôn, chứ mà đau lưng mỗi gối quê. Làm gì làm cho mày, nhỏ nó cũng sạch sẽ gì đâu. Bạn bong bong lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ đi hóng chuyện lân la nhà người. Ăn đi con. Anh đi đâu giờ này mới về? Em biết hết rồi. Hôm qua anh qua nhà của cô Như. Cũng tại em không sinh được con cho anh nên anh đến với cổ cũng phải thôi. Em nghe nói là cổ cũng đẹp, chắc hợp gu với anh lắm. Mà vậy đi, cổ cũng gần, em cũng đỡ lo cho anh. Mà cổ còn sinh được con cho anh nữa, chắc tối qua hai người vui vẻ lắm. Dù sao thì cũng là vợ của anh. Thank you.
thức khuya dữ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn mà rảnh khác gì à con chim. Anh làm gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Em đồng ý để anh đi á là vì em không sinh được con cho anh. Anh đến với cổ cũng phải thôi. Nhưng mà anh phải biết giữ gìn chứ. Cả xóm này đồn ầm hết lên rồi. Nếu mà anh yêu cổ á thì em sẽ giải thoát cho anh. Đơn ly dị em viết rồi nè, anh ký đi. Cái này là anh giải thoát cho em. Anh là vậy còn mấy đêm trước anh ở một mình vậy còn mấy cái tiếng tiếng gì Trời ơi, mấy cái người này nửa đêm nửa hôm không có để cho hàng xóm người ta ngủ. Tôi đã nói bao nhiêu lần cái chuyện trai hả? Tiếng là của hai người á, chứ không phải của Ủa hello cả nhà thức khuya thế ạ? Em xin lỗi, em vô ý quá, đến đây cả tháng rồi mà bây giờ mới được gặp mặt cả nhà ấy. Ủa, bữa nay về sớm dữ chị Như? Hai. Về sớm nửa tiếng á. Trời, đông đủ dữ hen. Anh ta yêu ai, dù gái hay cha ta ai. Chuyện này thì có liên quan đến ai. Cô ta yêu ai, đại gia hay kẻ nghèo. Chuyện này thì có liên quan đến ai. Có anh chàng ba mây, thế nhưng mà chưa có vợ. Và người ta cứ đột thôi. Người người đều tin tôi, cùng bị đều tin đời. Sao nhiều đều tin tôi, đi đây cùng nghe thấy. Mấy em trước em hết đất thiệt. Chỉ có hôm qua là